Vô mua cá lóc nè. Anh này làm cá lóc. Cá quá trời ngon. Cái gì? Con cá bóng xanh à? Cá chê phóng xanh. À con cá chê phóng xanh này. À để hỏi mấy đứa nha. Cá này người ta mua người ta phóng xanh đúng không? Cá chê nhỏ 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 mua để phóng xanh. Mua phóng xanh. Ok, để về nói. 50.000 ký. Con nhỏ dâu, 50.000 một ký. 50.000 ký mấy con cá chê nhỏ nhỏ mình mua về mình phóng xanh đó mà. Tháng này cá tươi quá trời, ngon quá trời không? Có mực nữa không? Bữa nay mới vô đi sớm một xíu, vô có mua mới mua được cá. Mấy bữa không có, mua thịt cho ngoại ăn hoài ngán quá trời. Nay có cá lóc ngon nè, chút xíu nữa mình nấu canh hủ qua với cá lóc rồi. Vô mua đó thịt nạc để xay ra để nấu canh hủ qua. Em mua cái chị trên đó quen rồi, nói gì chứ cắt cái nấy hả công, mua hoài. Em mua thịt tươi sẵn là xay luôn á, chút xíu nữa dồn nó qua. Không. Chợ bán trái cây bán đồ ngon quá trời, mi vô mới mua một con cá lóc. Mi vô mua một con cá lóc về để lát xíu nữa kho. Xong rồi mi vô nấu canh hủ qua cho ngoại mi vô hết. Không biết sầu riêng ngon không? Đâu biết mua cho con mang mà em có nhỏ xíu thôi, tại em bị cao huyết áp em không có ăn sầu riêng, nhưng mà em muốn mua cho con em ăn á. Nhiêu ký chị? Hôm qua nó có đặt người ta rồi mà người ta hết. Em mua thử chị ngon em kêu nó chụp luôn. Để chị nè, nhỏ gái em biết đường nó ra. Chị này là nghe mén. Mà chị cho em cái nhỏ xíu ăn thử đi. Em đọc ra vậy nè, là nửa ký 150, trái mâm này 100, mâm đó 80, đúng tính. Hôm qua em nghe nó nói 1 ký là 100, mà là cà sầu riêng đặc biệt luôn hay gì đó. Nè đúng rồi vậy nè, hàng VIP luôn nè. Là cái thằng này hàng nhất á. Mà chị lột ra rồi là 150 hả? Nửa ký à, tới 300 thôi, mua trái cho nó em không biết. Lấy nguyên trái đi, nếu mà chưa ăn thịt. Chị bán nhiêu 1 ký? Nó thích ăn sầu riêng lắm á, chị bán ngon là nó ra đây nó mua. Nè, em bán này chị phải cho em nếm thử chút xíu vậy cũng được. Em thấy cho chị thử chứ chị dùa. Bây giờ chị bán em nhiêu 1 ký? À có dâu nè, sao hôm nay nó muốn mua dâu đó. Ê mén nhìn đây chị này, mẹ để em, chị này có dâu ngon lắm nè. Ấy em lựa luôn sao? Nè chị này nè, ngay chỗ cái quầy. Cái quầy phía sau chợ nè, chị này nè. Đó chị Chu. Chị Chu, nó đi chợ nó quầy nó biết chị chắc. Mà giờ sao? Trái nào ngon mà ăn liền? Dạ ngon ăn liền, dạ thưa, có 100 thôi. Thôi bớt đi. Không, mang trên 80 nè chị. Lúc này tôi em lại. Thôi mang trên nó xấu xí, nó quẹo quẹo, nó không tròn. Mâm dưới. Ba nói chị á, mình mâm này là lúc trước 170, 180 đó. Mà nó hạ tới đâu mình bán hạ cho cô bác tới đó. Lấy cơm mềm không, cơm dẻo gì rồi. Cơm mềm, dừa dừa thôi, không có mềm, không có chảy nha. À. Đâu bữa ra thử em không ăn nhưng mà em lựa là rành lắm nha. Ngon cho chị phải ok chứ. Ở đó em chuyên đi lựa nhưng mà lựa người khác ăn cho em ăn bị lên máu không có ăn rồi. Cái chị này chỉ lột ra rồi nhìn hấp dẫn không? Đỉnh lắm. Bây vô thấy là hấp dẫn đó, mà chị nói là 100.000 ký lô của cái trái này nha. Cái trái trong kia xấu hơn quẹo quẹo. Nè muối nè. Nè để chị lột ra đi làm tăng chứng tại chỗ luôn. Nè. Hay là đạo sầu riêng biết luôn à. Có thể nhí nó có chứ không? Có chứ chị dụ. Mình vô liếm liếm thôi nha. Ngon quá chồng ơi. Mình thấy ngon, ngon rồi. Rồi cái đó con em coi. Bây giờ thấy rất là ngọt và rất là thơm đó, không biết nha. Về khui ra là ngày mai thấy ra nữa là ngon. Ngày mai á mà về. Thôi nó đi chợ hoài mà. Tại sáng em đi ra ngoài kia, hai đứa đi ngược hướng nhau. Giá hợp với chị không? Cân cho em đàng hoàng nha. Không bán bậy được, em biết em bán bậy em không bán. 2 ký mấy? Có 2 ký 6. Làm gì 6, chưa qua số rưỡi mà. À mình nhìn ngược. Em giao cho chị tầm này phải. 2 ký 6. Rồi cho chị tách ra luôn nè. Nè mẹ để đây cho dì tách ra nhìn luôn á. Tỉnh luôn, giờ đứng ở đây ấy nha. Liếm thì mà liếm vô thấy ngon lắm rồi á. Ăn không ngon em trả tiền cho lợi em chị.
xíu bưng ra liền, anh về nhà nấu cơm xong đem ra tiệm nó ăn liền là biết liền. Ok, biết liền tại chợ. Lấy cái điện thoại em ghi luôn chợ. Ôi nó biết chị mà. Ủa con mén biết chị biết nó không? Trời ơi, chợ này hầu như ai nó biết. Nghe nè, hình như là nghe tên nó cũng quen. Lúc trước ngày nào nó sáng không đi chợ mà tại giờ nó ngoài tiệm á, ngoài quán á. Nghe tiếng quen dữ lắm á. Người ta mình đi ngày thứ tư nó nghĩ là nó sẽ đi. Tách ra tách ra tách ra. Ôi dùng hết công lực. Trời ơi mạnh quá. Ấy rồi. Trời ơi mập ú gì ơi. Xuất sắc không? Xuất sắc. Xuất sắc tới ngày mai ra liền là biết. Nhà mình là hầu như dưới đây hai đứa, kia hai đứa đạo sầu riêng. Mình lên máu, bà già lên máu, bà già thì ăn chắc cục thôi. Mình muốn sầu riêng hấp dẫn chưa? Đây chị này nha, ai ở chợ Bình Đông tới chị này nha, chị Chu nha. Mai mốt em bán vào YouTube mình là được nè. Nè, ngày mai video chị Chu lên YouTube. Mới đóng mấy triệu rồi. YouTube này 20 mấy tháng 4 mới đi. Ừ. Đó. Mới có mấy triệu. Nhìn cái món sầu riêng nè. À là lá. Mày vô là bị cao huyết áp nha. Mày mốt vô quả đem chắc một đống mấy trăm ký luôn. Mà mày vô là chỉ liếm thôi mày thấy rất là thơm. Đó. Cái này cũng chị bảo đảm mà. Y như bơ sáp vậy chị vô. Ừ. Vậy nó mới ngon, cứng cũng không ngon mà. Có người lại thích ăn cái đó kêu bằng gì chị mà nó mềm mà nó nhão nhi. Nghe nào. Ăn ngán lắm. Không có người họ thích. Cái đó kêu bằng sầu riêng gì ta lâu quá mình quên rồi. Dạng ăn cơm chao á. À chao có người thích chợ lâu quá quên mất tiêu chị chao cũng không nhớ. Ăn cái đó vậy nó sao nó mau ngán lắm. Bây giờ nó chị nghe nha, 10 người nha. Chỉ còn có một người thích ăn vậy thôi chứ tạm ra ăn cơm khô bây giờ là nhiều lắm chị vừa tới. Hỏi cả hai trái dâu dễ thương ăn không ạ? Chị chó ăn đi đó. Tặng em hai trái dâu. Có cốc nữa nè, có cốc nữa nè. À, cốc chín nè, thấy không? Seri nè. Quá đã quá đã. Vậy, biết không hay chị vô? Ừ. Thì mình thấy ngon rồi đó, phải mua tại chỗ này nè, chứ về rồi nhiều khi khui ra là khóc hận. Cái này là tin tưởng luôn rồi đó. Cái muối này nó về em cho chị muối khác vô ha. Sầu riêng mà vô bị cao huyết áp ăn không được, chị dễ thương luôn, lấy cái bịch tặng cho mình vô 4 trái dâu. Cho miếng muối ăn dâu luôn nè. Dạ. Ý muối ớt tôm hay gì chị? Cái bậy cái muối này là muối xíu muội ăn dâu á chị. À, muối xíu muội là của chị làm hả? Muối này là của đặc sản Đà Lạt. À, mình đặc sản của Đà Lạt á. Đặc sản Đà Lạt muối ô mai. À, ăn cherry với lại ăn đúng rồi. Cái này kia được ha. Ăn cây luôn á. Vì ăn cái trái cây ra. Ăn trái cây là ăn muối này luôn. Gà cá. Chị cho mình 4 trái dâu cho luôn muối xíu muội luôn. Cho mấy trái chấm dễ thương luôn. Rồi trả tiền luôn, 260. Em gửi chị, cảm ơn. Trả 260 mà ăn 4 trái dâu nha. Mai mốt em có bán là... Dâu này nè, ngon lắm bén ơi. Là nhiêu ký dâu chị? Chừng nào mà mua bán á, em cứ nghĩ cho. Tại vì em bán người ta là 19.000. Hàng nhỏ em bán 15. Okay. Khi nào mà có nấu bán thì em cứ nghĩ cho. Ủa mình đem dùm rửa sạch hết rồi. Người ta cho mình mấy ngò, với mấy trái chanh, với mấy trái ớt. Nhiều qua đây là dí cà là 50.000. Này là một con cá lóc. Cái này là để mình nấu canh ủ qua. Bây giờ sẽ chiên cá sơ sơ lên nha. Lật sơ nó qua chút cho đỡ tanh rồi bắt đầu kho tiêu thôi. Đơn giản là vậy thôi. Mình sẽ lăn sơ nó qua cho nó đỡ tanh xong rồi mình chiên. Mình vẫn nấu theo cái kiểu của mình nha quý vị. Chứ mà quý vị Việt Nam nấu nấu ăn thì theo kiểu Việt Nam là đúng kiểu món ăn quê nhà. Vô nấu như nấu giả chiến nó là kiểu bên Tây quen à. Mặc dù về đây có đồ nêm thêm chút xíu này kia nọ đồ mà mình vô nấu nhanh mình vô đi ra nó cũng xà chớn giống vậy đó, không có nấu đàng hoàng đúng bài bản. Cái đầu mình vô tính không có lấy mà cái chú nó nói lấy đi kho vô cũng ngon lắm. Thôi lấy luôn. Mấy chú nó làm mà sạch thật là sạch dùm luôn thì mình không có biết làm đó. Chiên sơ sơ thôi, cho nó săn săn lại bắt đầu vô kho ha. Cái này cá lóc đồng ngon lắm. Cơm ngon, cơm ngon. Trước khi đi Nhiêu sẽ mua cá lóc này, sẽ kho kẹo lại bỏ vô hộp. Mong là không có được cái gì. Sao bệnh để dành vô tủ đông lâu lâu thành thèm lấy ra 2 khứa ăn thôi. Giờ sẽ mua 2 con cá lóc nào mà mập mập ngon ngon á. Giờ sẽ nấu
nghe cái đầu thịt không mà nãy mình nói mình bỏ chứ sang vô không. Mấy chú đó nói ngon lắm, lấy về bỏ về kho luôn đi, không vô đòi bỏ cái đầu lại á. Ngồi đầu nấu canh chua thì khỏi nói rồi ha, bữa nay không có nấu canh chua, bữa nay ăn canh hủ qua. Cho xong rồi quéo lại hơi mặn chút, ăn với canh hủ qua đắng đắng là vừa ha.